Trước sự cạnh tranh quyết liệt của các đối thủ Aziz bin Asma Safri của Malaysia và Kior Min Than của Myanmar, nhưng Phạm Văn Mách vẫn có màn trình diễn ấn tượng hơn ở hạng 55kg nam và xuất sắc giành tấm huy chương vàng, đánh dấu sự trở lại SEA Games sau 15 năm. Đây cũng là lần thứ hai Phạm Văn Mách giành được huy chương vàng trên sân nhà ở SEA Games. Đặc biệt lần này, anh đã ở tuổi 46. 19 năm trở lại thì Mách thấy rằng đây là một cái cơ hội cũng như là cái áp lực rất lớn, và áp lực cũng là cái động lực của Mách để trong quá trình thời gian vừa qua Mách tập luyện hết sức, và thời điểm hiện tại thì Mách đã biểu diễn cũng như là cái phong thái rất là ok. Năm nay là 46 tuổi rồi. Wow. Tuổi mà nhiều người đã trở thành huấn luyện viên rồi, còn anh thì vẫn còn thi đấu. Vậy thì bí quyết nào để anh giúp anh có được cái body khoảng 8 múi như thế này? Thật sự bí quyết không có bí quyết gì hết. Chỉ qua Lea là bí quyết tập thể hình thôi. Đó, thể hình là một môn thể dục. Nó giúp được rất là nhiều trong việc cải thiện sức khỏe cũng như là cải thiện vóc dáng. Và đến thời điểm hiện tại thì Mách chỉ ăn uống và tập luyện theo cái hành trình của mình, hành trình thi đấu cũng như hành trình tập luyện bình thường giống như một vận động viên thể hình, và cực kỳ tốt khi mà đo những chỉ số cơ thể. Mặc dù là 46 tuổi rồi, chỉ số cơ thể vẫn là trẻ trung, vẫn là khỏe khoắn ở tuổi 26 của số đo BMI. Wow, quá lý tưởng luôn để trở thành một PT perfect. Vâng, hiện tại thì anh chờ đợi gì ở cái giải đấu năm nay ạ? Đây lần thứ mấy anh tham dự SEA Games rồi anh Mách? Và bao nhiêu năm mới quay trở lại SEA Games rồi? SEA Games thì Mách đã tham gia 2003 ở Việt Nam 2003 và 2005 ở Philippines, 2007 ở Thái Lan và 2009 ở Myanmar, và Mách đã được 3 lần huy chương vàng tại vòng SEA Games rồi. Và kỳ này Mách hy vọng rằng tổ chức lại Việt Nam thì Mách sẽ giành được tấm huy chương vàng danh giá cho đoàn thể thao Việt Nam nói chung và cũng như đoàn thể hình Việt Nam nói riêng.